bạn nào mà đang có ý định mà sử dụng phân bón lá cho những cái cây trồng nhà mình ấy, thì các bạn nên theo dõi hết cái video này nhé thì trước tiên là nhiều bạn xem các cái video thấy người ta lá và cây hoa lúc nào cũng cứ mướt mượt mượt hoa lá xanh biếc rồi à. thì các bạn nghĩ là người ta sử dụng thuốc kích rồi cái thuốc phân bón lá để cho cái cây nó đẹp thì cái này nó cũng chỉ là một phần nào đó thôi chứ còn không phải là như các bạn nghĩ đâu cái quan trọng nhất là vẫn là phải thời tiết này và cái chế độ chăm sóc cũng như là cái giá thể và cái cách trồng của người ta nó hợp lý thì cây hoa hồng của người ta mới đẹp được thế còn bạn nào mà vẫn muốn sử dụng phân bón lá thì các bạn lưu ý một vài điều cho mình cái thứ nhất là phải thời tiết nếu như thời tiết nó không thuận lợi ví dụ như nắng nóng quá này thì không nên phun bởi vì phun cái lá của cái cây cây nào cũng vậy thôi mình thì chuyên về hoa hồng riêng về hoa hồng thì nó nó rất là nhạy cảm về về cái thời tiết và lá nó rất là nhạy cảm kể cả mưa kể cả là các bạn phun cái thuốc trừ sâu cũng vậy cái lá nó rất là nhạy cảm nếu như các bạn sử dụng thuốc mà trong cái thời điểm mà nhiệt độ nắng nóng này uh, nhiệt độ nó khắc nghiệt này thì là cái lá nó rất là nhạy cảm có thể là nó sẽ bị vàng này nó bị rụng này và thậm chí là bạn phun vân một lá nó không hấp thu được mà nó sẽ bị cháy lá này vân vân thì các bạn lưu ý đến cái thời tiết là rất là quan trọng nắng nóng chúng ta không nên phun và nó tốt nhất vẫn nếu như có sử dụng phun thì các bạn phun vào thời điểm mà nó mát mẻ này hoặc là mùa đông này thì cây nó sẽ hấp thu được tốt hơn và cái thứ hai các bạn cần phải lưu ý cho mình là cái việc mà phun đúng liều lượng Uh, phân phân màu lá nó cũng là một loại phân khi mà chúng ta phun lên nó sẽ hấp thu qua các cái lỗ chân lông của lá thì uh, nếu như chúng ta pha quá liều lượng thì nó sẽ dẫn đến là cái việc là bị cháy lá uh, lá nó không hấp thu được nó sẽ giống như chúng ta bón quá liều thì nó sẽ bị cháy lá một điều nữa các bạn cần phải lưu ý cho mình đó là bất cứ cái cây nào cây nào thì cũng đều phải hấp thu qua bộ rễ là chính, còn qua lá chỉ là phụ. thì các bạn phải lưu ý đến là cái giá thể này, độ ẩm này và phân bón của chúng ta đã tốt, đã điều hòa được chưa và cái bộ rễ đã khỏe chưa. thì khi mà bộ rễ khỏe, bón tốt thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng và đẩy lên nuôi tán cây, nuôi hoa thì cây lúc nào nó cũng sẽ màu mỡ hơn. hoặc là với thời tiết, ví dụ như cây hoa hồng, khi mà thời tiết mà mát mẻ này, lạnh của mùa đông thì cây nó sẽ khỏe hơn và chăm sóc tốt thì lá lúc nào nó cũng sẽ bóng mượt Và cây không bị bệnh thì lá lúc nào nó cũng sẽ bóng mượt Còn cây mà cứ bị bệnh nhiệt đỏ này bỏ trĩ hoặc là vân vân Cây bị nấm đốm vàng lá Thì tán lá của các bạn nó sẽ không bao giờ có thể đẹp được Thì các bạn lưu ý cho mình là phân bón lá nó chỉ là phụ Và chúng ta phải phun đúng liều lượng, đúng thời điểm và thời tiết mát mẻ Ngoài ra thì chúng ta cần phải chăm sóc chính là ở bộ rễ Thì lúc nào cây cũng khỏe phát triển tốt còn bạn nào mà mà sử dụng phân bón lá mà không biết cách thì mình nghĩ là các bạn không nên sử dụng nó sẽ làm cho cây của bạn hỏng chứ chưa nói là đẹp thì xin chúc tất cả các bạn là có một cái lựa chọn và nên tìm hiểu trước khi chúng ta sử dụng các loại phân bón lá các bạn nhé